Hello, xin chào anh em nhé. Đấy, chúc anh em buổi tối vui vẻ. Đấy thì ở những cái ngày gần đây cũng như những video gần đây ấy, thì là ngày nào cũng cứ Kaido này, rồi Sabo nhiều quá rồi, có khi anh em chán rồi đúng không? Thì hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em một số cái trận đánh của những cái con tướng khác anh em nhé. Cứ xem nhiều quá Kaido với cả Sabo rồi thì nó cũng nhàm đi. Đấy thì hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em cái trận đầu tiên thì sẽ là con tướng mới hệ Thất Vũ Hải anh em nhé. Thất Vũ Hải là đệ nhất kiếm sĩ. Đấy mình đã có cái video để giới thiệu về bộ kỹ năng và review cho anh em rồi. Đó chính là con tướng Mihawk phiên bản là Tân Thế Giới anh em nhé. Đây thì anh em để ý cái trận cuối cùng này. Đấy, trận cuối cùng giữa team bên trái Neo vào chiến đội là 302 và Neo vào bên phải thì Neo vào chiến đội là 291 anh em nhé. Một bên là có 3 tướng 11 sao và bên còn lại thì chỉ có 2 tướng 11 sao, trong đó là Odin và Mihawk thôi. Bây giờ thì cùng xem cái trận đánh này anh em nhé. Anh em có thể thấy là mặc dù là level chiến đội là có 291 thôi, thua bên kia là 302, tuy nhiên là về speed anh em có thể để ý là người chơi ở bên phải ấy, ta ưu tiên là bui speed cho tất cả các con tướng ở team bên phải. Cho vậy là tất cả các con tướng đó là nên sử dụng kỹ năng trước kể cả team bên trái anh em ạ. Đấy là một cái điểm lợi thế anh em nhé. Đấy. Bây giờ anh em để ý này, đấy, đây là cái kỹ năng 1 của Mihawk nhá, anh em thấy chưa? Rất là đẹp và một hit là đi một tướng rồi, tiếp tục là liên kích lần thứ hai. Đấy lần 1 anh em có thể thấy là hơn 2 triệu đam. Đây là đòn đánh thường của Mihawk này. Tạo hình của Mihawk thì mình không đánh giá cao, rất là xấu. Tuy nhiên là về bộ kỹ năng của nó thì lại rất là đẹp anh em ạ. Đấy, tạo hình kể cả ulti, kể cả cái kỹ năng 1 và kể cả đánh thường. Đấy cũng rất là đẹp anh em nhá. Đấy thì qua cái trận đấu này anh em có thể xem đấy, cái bộ kỹ năng của con Mihawk. Còn ở video tới thì mình sẽ giới thiệu anh em các con tướng UR tiếp theo đấy, từ top 6 đến là thứ 6 đến thứ 10 anh em nhé. Đây là ulti của Zephy. Đấy, ở video trước thì mình đã giới thiệu với anh em rồi. Lượng đam gây ra thì nó không lớn cho lắm. Đây là ulti của Mihawk này. Đấy anh em để ý này. Đấy rất là ok, rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Đấy nó kiểu như có cảm giác như là sư phụ của Zoro Enma ấy. Đấy Zoro phiên bản là sau time skip nên là cái tạo hình cái cách để bố trí thiết kế cái skill ulti thì cũng gần như là kiểu như Zoro đúng không? Anh em thấy có nét tương đồng đúng không? Thầy trò thì đều cái kiểu như nhau về màu sắc cũng như là về cái cách thiết kế thì đều như nhau anh em ạ. Đấy thì con Mihawk này mặc dù là level 291 thua bên kia 11 level nhưng mà anh em có thể để ý là cái lượng đam gây ra nó rất là lớn, bởi vì con Mihawk New World này nó chỉ gây sát thương cho một tướng thôi, kể cả ulti và kể cả đánh đơn, nên do vậy là cái lượng sát thương nó gây ra rất là lớn anh em nhé. Để mà đạt được cái hiệu quả tối đa ấy, thì phải lên bui xuyên giáp này, bui crit dam này và bui tăng sát thương đầu trận. Đấy, đây là kỹ năng 1 anh em có thể thấy 2 triệu 2 dam luôn và tiếp tục lại một pha liên kích này. Con này chắc chắn là bui liên kích rồi. Đấy, liên kích phát thứ hai là 1 triệu dam anh em ơi. Đấy. Đấy là cái trận đầu tiên nhá, mình muốn gửi tới anh em như vậy. Đây anh em có thể thấy là Mihawk Tân Thế Giới 1 triệu 168.000 dam. À mình xin lỗi, 11 triệu 682.000 dam anh em ạ. Rất là tởm luôn. Đấy, bây giờ thì cùng xem qua cái hướng bui của cái con Mihawk này, xem nó Mihawk nó bui như thế nào nhá. Đầu tiên thì xem san tóc đỏ bên kia trước này. Đây, san tóc đỏ anh em có thể thấy là công là 85.000, tuy nhiên là về haki thì chưa có gì. Còn đây là Mihawk này. Đấy, đúng như mình dự đoán này. À mình xin lỗi, là bui xuyên giáp, bui crit này, khảm đá là crit. Đấy và tấn công. Tuy nhiên là về rune thì bạn ấy đây có một rune liên kích này, chuẩn luôn này. Đã bảo làm sao mà con Mihawk này nó gây liên kích nhiều như thế anh em ạ. Rồi, đấy là cái trận đánh đầu tiên mình muốn gửi tới anh em. Bây giờ thì cùng chuyển sang trận đánh thứ hai nhá. Đấy, để anh em xem, để anh em tham khảo nhá. Đây cái trận đánh thứ hai. Đấy anh em tham quan cái trận đầu tiên nhá. Trận đầu tiên team bên trái anh em có thể để ý là có Sanji Steel Black này, có Odin 11 sao này. Đấy còn Zephy và Weevil là 9 sao và con tướng là Kaido là 10 sao nhá. Còn team bên phải là Full 11 sao luôn anh em ơi. Tuy nhiên là đội hình rất là nông dân với Marco, Crocus, đấy, Kizaru, Kuzan và Zoro. Đấy, Zoro Wano 11 sao. Đấy, chiến đội thì team bên trái là cao hơn 5 level anh em nhé. Đấy, đây gần như là anh em có thể thấy là team bên trái là full 5 con tướng UR hệ hiếm luôn anh em ơi. Đấy, đánh với 5 con tướng hệ thường nhá. Đấy thì cùng xem cái trận đánh này. Trận đánh này thì chắc chắn là cái ưu điểm, mình xin lỗi, cái là ưu thế sẽ thuộc về team bên trái rồi. Nhưng ở đây mình muốn giới thiệu với anh em để anh em xem cái bộ kỹ năng của nó nhá. Để xem xét cái bộ kỹ năng của nó anh em nhá. Tham quan luôn cái bộ kỹ năng của 5 con tướng UR này. Đấy, đặc biệt là Sanji Steel Black này. Đấy anh em ạ, Sanji Steel Black thì sẽ ra sau của Zoro Enma, tức là ra sau hệ hải tặc nhá. Rồi đây anh em ơi, bao giờ Odin, đấy, Odin và Edward Review sẽ là những con tướng tanh là gây sát thương đầu tiên. Đấy và cái con
review ấy thì nó mặc định là vào đầu trận nó sẽ giảm sát thương gây ra của team đối phương nhá. Đấy, vừa rồi anh em có thể thấy là kỹ năng một của Sanji đấy, gây đam rất là lớn, hai lần liên kích là đã đi một Marco rồi. Đấy, lượng sát thương gây ra quá là khủng luôn anh em ạ. Mình đánh giá trong các con tướng UR, các con tướng đam ấy thì một là Kaido này, hai là Sanji Steel Black này, ba là Zoden này và bốn là Sabo này. Đấy, kể cả Crocodile nữa là những cái con tướng lượng đam gây ra rất là khủng anh em ạ. Đấy, còn một số con tướng hệ đam mới thì mình cũng chưa có điều kiện ghét, cũng chưa gặp những trận đánh của nó, nhưng mà lượng đam gây ra của mấy con tướng mình vừa kể thì quá là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn anh em. Đặc biệt là Sanji Steel Black thì nó có cái khả năng miễn nhiễm kiểm soát và miễn nhiễm hiệu ứng để buff rất ok luôn. Đây là ulti của Sanji Steel Black anh em nhé. Đấy, 2.440.000 mấy nghìn đam này. Đi luôn sau đó Crocodile hồi sinh. Đấy, như vậy là chỉ kết thúc sau 2 turn thôi anh em ạ. Nên là trong team anh em cứ bươi cho mình một con tướng chủ lực, đấy, speed cao nhất team, đấy, cao tuyệt đối luôn. Thế sau đó anh em bươi chuẩn, gọi là về trang bị này, về rune, về haki, thì con tướng đó mình tin chắc nó sẽ gánh team thôi. Đấy, anh em cũng có thể để ý nhiều trận đánh của mình rồi. Cái con Wano Zoro của mình ấy, speed nó cao nhất trong hai team, chẳng hạn trong team mình và team đối phương. Đấy, nên là nó lượng sát thương nó gây ra và nó gây cấm nặng cho tướng đối phương. Đây là về con Sanji này nhá. Đấy, một bộ trang bị là 4 sao hải tặc này, bùi tấn công này. Đấy, về haki là liên kích level 2 này, nhạy bén level 3 này. Đấy, về rune này, để xem rune của nó như thế nào nào. Về kỹ năng SP thì anh em nhá, đã bùi kỹ năng SP hết level 1 rồi. Đây có một thanh tịnh này, đấy, một né tránh này. Đấy, con Sanji Steel Black này thì anh em nên bùi né tránh nhá. Rồi, xin chào anh em.